Mình sẽ ngồi lên cái tay của mẹ. Ừ, của mẹ đấy. Mẹ là bao giờ mà gần triệu follow rồi? Bí mật. Bí mật. Lấy nick người ta đổi tên mà. Bí mật. Được, mẹ làm vậy là đúng đấy. Đúng gì? Người ta gọi là ăn cướp đấy con. Nhưng mà không sao. Không biết chỉnh video, không biết dựng video, không biết lên nội dung ấy thì cũng sớm bỏ kênh mà thôi. Mẹ không biết thì bố Hải phải dạy. Chịu. Mẹ không biết chỉnh video thật á? Mẹ có biết làm gì đâu, mẹ chỉ biết đổi tên kênh thôi. Vậy thì mẹ để con dạy. Ờ, giỏi dạy mẹ mới đi. Thế mẹ quay bằng điện thoại nào? Đây, mẹ dùng điện thoại này. Thế thì không được rồi, mẹ phải mua iPhone 16 nó biết nét. Làm gì có tiền, chịu, không biết. Sao mà đó được. Quần áo sao hôi thế? Ông Hải đâu? Cái gì đây? Ông chạy ngay đi mua con mấy lọ nước hoa mà tôi xịt quần áo hôi lắm. Bà không giặt à? Đâu mồ hôi. Giặt rồi, giặt cẩn thận luôn. Nhưng mà nó không được thơm tho, sạch sẽ. Ông đi mua ngay đi. Thế bà dùng cái này đi. Tôi bảo ông mua nước hoa chứ ông mua cái đấy làm gì. Thấy mẹ xe lại không biết rồi. Cái này là nước giặt xả hương Zokitty đấy. Nó khác gì với bộ giặt thông thường không? Có chứ, giặt cái này lưu hương lên 48 tiếng vì nó bổ sung thêm 1% nước hoa Lady. Còn gì nữa không? Còn, quần áo giặt xong để trong tủ mấy ngày vẫn thơm phương phước. Thế còn các vết bẩn cứng đầu sao? Đơn giản, xử lý một cách dễ dàng luôn. Mày xe đi đâu đây? Cái test có hiệu quả thật không? Được, say phết. Mày thơm chứ, bảo sao nhiều người mua thế? Sao mày xem biết nhiều người mua? Thế nhiên là cửa hàng thì biết chứ sao? Đúng. Ai mua thì bấm cửa hàng nhá. Hình như hôm nay đang chọn giá rất là nhiều đấy. Mua bấm cửa hàng nhá. Bố Hải ơi, vào mà xem, hỏng hết rồi. Hỏng cái gì? Bố vào mà sửa điện thoại. Chắc bố không cho thối đi du lịch. Ở nhà đập điện thoại đấy. Cười cái gì? Sửa một đống tiền thì cười cái gì? Anh tính toán hết rồi. Đây là anh mọc lớp cường lực. Được, bố Hải thông minh đấy. Chả vậy đi sao? Hôm trước anh lên TikTok, anh thấy người ta bán 3 kính cường lực cộng 1 ốp, cộng 1 mèo bàn tay. Giá chỉ có hơn 100 nghìn thôi. Thế là anh mua về, ốp điện thoại luôn. Cái gì? Anh tự dán á? Ừ, cái này dễ dán mà. Nó có khung này, em chỉ cần dán như thế này thôi. Lột cái lớp này ra, miết xuống. Thế là ok. Cái kính này còn chống được cả nhìn trộm đấy. Mẹ nhìn thấy gì không? Làm gì có nhìn thấy gì. Chống nhìn trộm mà. Nhìn thẳng thì ok luôn. Sao nhìn nó bụi bẩn vậy? Khổ, đã lột hết đâu. Đây, nét chưa mẹ xem. Được đấy. Thêm cả ốp này vào, nét luôn. Cay thế nhở, bảo sao đập mái không vớ. Vớ làm sao được mà vớ con. Ông nào mua thì bấm vào cửa hàng nhá. Thôi cắm làm ơi, bố mẹ về từ đây. Ơ, không nhớ bố mẹ à? Đâu có nhớ con đâu mà con nhớ bố. Có chứ, bố nhớ mãi cặp cặp của bố lắm. Nhớ mà để bọn con ở nhà. Thôi, bố xin lỗi, để nghỉ hè bố cho con đi nhá. Vâng, thì bố có qua cho bọn con không? Có chứ. Mẹ mua ngọc trai cho bọn con này. Mẹ định mua ngọc trai để đẻ con trai à? Con cái gì cũng hay. Không phải mẹ đâu mẹ ạ. Bố mua cả đống trai trai chỉ ra cặp cặp thôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ơi, con vào lấy bố mấy lô nách bố đi bố bán cái. Vâng. Ê, vào lấy cho bố mượn cái chìa khóa xe máy xem nào. Cũng không. Vậy con đi vào trong nhà, trông em giúp bố gái. Lại càng không. Sao hôm nay con khó chịu đấy? Bố biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Nay là Trung Thu, bố quên à? À, bố hiểu rồi, muốn quà chứ gì. Vâng, lần nào cũng phải nhắc bố chán kinh. Thôi được rồi, để bố đi bán mấy đơn hơn nách nốt, xong bố mua quà cho nhá. Tưởng gì. Vâng, tình cảm bố con lại tăng lên rồi đấy. Để bố đi nhá, bố đi giao nốt mấy đơn hàng. Có đơn hôi nách này. Ơ, đâu hết rồi nhỉ? Gà mày quẹt cái nhức hết cả tay. Thôi ơi, quà Trung Thu của con đây.
ăn cái gì? Chịu rồi. Sao đó được. Thoải mái thế nhờ. Không bạn đi thôi. Cái gì ở miệng khen? Ông nhìn đi. Đâu, có thấy gì đâu? Ông vào xả nước mà xem. Ra đây cái gì? Sao anh nhìn nước nó lạ thế? Ui ra ấy tưởng gì? Anh vừa bỏ bên sạch con cầu vào. Anh bỏ vào làm gì? Anh thấy suốt ngày em cậu rửa nhà vệ sinh mà nhiều mảng mám ố vàng ấy, nên anh bỏ cái bên sạch bồn cầu này vào cho nó sạch. Không lấy đâu cũng xịt nước hoa thơm vậy. Nước hoa nào? Cái viên xả bồn cầu này nó thơm vị hương đào đấy. Ừ. Thế một viên này dùng được lâu không? Lâu, đương nhiên là lâu hơn loại thông thường rồi. Dùng từ 15 đến 18 ngày mới hết một viên cơ. Được, vậy bố Hải mua ở đâu đấy? Mua ở giỏ hàng chứ mua ở đâu. Thế có đắt không? Rẻ ấy mà. Ờ, mà đi vào đi, để tôi còn đi vệ sinh. Thế tí có phải xong kia không? Có. Anh như gục ngã ở nơi tận cùng đau đớn, khi tất cả yêu thương trở nên vô nghĩa, khi tất cả chân thành giờ là con số không, khi khoảng cách hai trái tim quá lớn khiến mình mệt mỏi. Ba thương con vì con giống mẹ, đọc số nào? Ba thương con vì con giống bố. Vì con giống mẹ, có nhìn thấy không? Học hành thế à? Nhưng mà con giống bố mà, con không giống mẹ đâu. Rồi bài hát, người ta biết vậy thì đọc vậy nghe chưa? Vâng. Đọc lại. Ba thương con. Ba là cái gì hả mẹ? Ba là bố. Sao ba lại là bố? Ba gọi là bố. Ba thương con vì con giống mẹ, đọc thế nào? Ờ, con giống bố mà. Thôi nghỉ đi, không học nữa. Ông đi đâu đấy? Đi mang mấy đơn xí rô cho khách. Ông lại mà dạy con ông đi. Thôi, mẹ xem dạy đi. Chịu. Thôi, được rồi, để bố dạy. Vâng, thế ông toán nha bố. Ờ, học toán thì học. Đọc thử xem nào. 1, 2, 4. Sao lại bố? Thì mẹ bảo ba là bố thay. Thôi nghỉ mẹ đi. Nghỉ thì nghỉ, còn một đứa con mà không dạy được. Hả? Sao mà đó được. Mình sai chỗ nào nhỉ? Thôi đâu? Dạ. Lần này học hành cho đàng hoàng nhá. Không là bố không dạy cho nó đâu. Vâng ạ. Thế lại học ba thương con là bố. Không, bỏ lại đấy. Học là xong. Tại sao là gì hả bố? Đây. Mẹ thương con vì con giống ba. Có chắc không bố? Chắc. Chưa chắc đâu. Sao mà đó được? Chưa chắc là sao? Hả? Chưa chắc là sao? Chưa chắc là như nào? Hả? Sao mẹ thương con vì con đứng ngoài lại chưa chắc? Chưa chắc chỗ nào? Hả? À, bà nói xem là chưa chắc chỗ nào? Rồi! Chưa chắc chỗ nào? Biết ngay mà! Thôi đâu? Dạ! Ở nhà làm mấy bài tập đi nhá. Bố đi ra mấy đơn xí rô tí bố về. Vâng! Bài khó thì làm được từ nữa con. Bố đi đây! Bố ấy có làm sao rồi? Làm gì mà nhanh vậy? Để mất bố kiểm tra đi. Để bố kiểm tra xem nào. Được bố đây. Học hành thế này à? Có sai chỗ nào bố? Đề bài bảo là điền vào chỗ trống sao cho câu có ý nghĩa. Mà có điền cái gì đây? Gần mực thì đen, gần đèn thì chói à? Lúc ngồi học, bố bảo ngồi xa ra chói mắt thấy con. Rồi. Thấy câu này, chuồn chuồn bay thấp thì sao? Thì sao là thì sao? Sao con biết được? Bay thấp bay cao là quyền của nó mà. Sao mà đó được? Con như cả cái học hành vậy đấy. Rồi, câu cuối này. Nước chảy đá tan. Nước chảy đá mòn mà con. Bố cứ đợi đấy để con chứng minh. Thôi, đi giao hàng vậy. Bố. Cái gì đấy? Nước chảy đá tan đấy nhu. Bố lại mày con à. Sao mà đó được. Tập trung, tập trung. Mẹ cứ dạy đi. Nghiêm túc học, có mẹ không dạy đâu. Vâng. 5 trừ 3 bằng mấy? Con không biết, mẹ ví dụ đi. Mẹ ví dụ nha, con có 50 kẹo, con treo khám 3 cái, thì còn mấy cái? Tại sao con phải cho em? Mấy lần em có cho con kẹo đâu. Đấy là ví dụ. Mẹ lấy ví dụ khác đi. Lấy ví dụ khác, mẹ có 50 kẹo, mẹ cho con 3 cái, thì còn mấy cái? Ơ, mẹ có cho con như nào đâu. Sao mà đó được. Ông gọi cái gì, 30 giây. Alo, mời anh mua anh cả. Em xin anh luôn nhá.
Nào học, nốt cái ví dụ này mà không được thì nghỉ. Vâng. Con còn 50 kẹo, mẹ mất 3 cái, khỏi còn mấy cái. Ừ, con mẹ lấy kẹo của con. Sao đó được? Đây, cô giáo đi vào đây, giờ giúp tôi bán hàng, có dạy thối học nhá. Vâng. Cô giáo đi vào đi. Nào báo tung tung lên này. Chào bố Hải nha. If you don't stop calling that I can't let go. When you're drunk and saying that you need me close. Please. Này, ông làm gì đấy? Làm gì đâu, đang khênh mình đi đống hàng mà. Vơ va, vơ vẩn. Cô giáo cứ yên tâm đây bán hàng, lúc nào rảnh dạy thối học với chị nhá. Vâng. Dạ, em chào cô ạ. À. Cút. Làm sao? Tôi thơ cô giáo phải bán hàng có dạy con học mà, ông làm gì đấy? Thì anh cũng muốn học, đang thiếu kiến thức đây này. Ông mà vớ vẩn. Tao cắt đi. Sao mà đó được. Đây rồi, hai cặp cặp này đây rồi. Con chào bố. À, cái gì đấy? Thì bé ngoan. À, thì bé ngoan à, quan xem nào. Cái này là nộp đủ tiền cô giáo phát đúng không? Vâng, cô giáo bảo nói chuyện nhiều nhưng mà cô giáo giúp đỡ. À thế à, thế bây giờ thích thưởng cái gì? Con thử xì dầu đi, con thèm lắm rồi. Xì dầu cái gì? Năm, năm đấy. Thế em cắm thích đi đâu? Đi, đi biển. Đi biển là uống xì dầu không? Có. Có à, ok, để bố thưởng cho gói xì dầu nha. Thèm lắm rồi à? Nè, đây. Mày đang cần. À, bố bảo bác coi nha. Ừ, này. Bố nào bố nghỉ hè bố cho đi biển nha. Vâng ạ. Nghỉ hè cho đi biển nha. Ok, dê cái nào? Hai ba, à, hai chị ba, hai chị em rửa tay đây. Hai ba, dê. Thôi, vào trong nhà đi, tắm rửa đây nhá. Cách để con trai là đủ rồi. Mày sẽ nào? Đi rồi. Đi đâu? Đi đổi gió. Đổi gió, đi. Được đấy. Đi luôn. Tu encontra numa rua logo ali. É molinho de achar ela na feira de acarim.